Bây giờ các bạn đi chơi lại xe của mình. Wow, đây chúng ta có những bạn quá trời những siêu xe luôn các bạn. À, đây chiếc xe đầu tiên là phiếu mơ của mình đây các bạn, ngầu cực kỳ luôn nha. Chiếc xe lao rất là nhanh luôn các bạn. À, hey, ở đây chúng ta bây giờ đây, đẩy nút cơ số 51 của đội Vũng Long. Wow, xe lao xuống rất là nhanh nha. Đấy, tiếp theo chúng ta có chiếc kit của Hosty Sang Overbank số 86 các bạn. Đấy. Oh, wow. Sẽ cắm đầu của các bạn rất là nhanh nhẹn. À, ở đây chúng ta bây giờ đây Karat đệ tử của Lady McQueen các bạn, số 95 màu vàng rất là bắt mắt. Wow. Wow, đã xuất hiện các bạn, nó bay xuống rất là nhanh luôn nha. Oh, ở đây mình có cả Lizzie màu đen các bạn, một chiếc xe khá là đẹp màu đen rất là ngầu. Oh, xe lao xuống rất là nhanh luôn kìa các bạn. Đây, ở đây mình có Francesco của đội Ý nha các bạn. Đấy. Wow. Wow, xe lao kìa các bạn, kỳ lạ luôn các bạn. Đấy, ở đây mình có được là Stormweather Liquid 2.0 Aerolin. Wow. Stormweather lao rất là nhanh luôn các bạn, có thể thay đi chia sẻ nha các bạn. Đấy, và đây là Lightning McQueen 95 của Resistance. Đó, chuyển chỉ nào mọi. Wow, Lightning McQueen lao xuống với cái tốc độ rất là nhanh nhẹn luôn các bạn. Đó, và ở đây mình có Sally Carrera các bạn, một chiếc xe màu xanh dương rất là đẹp của Porsche, rất là hay luôn. Wow, Sally Carrera rất là mạnh mẽ luôn các bạn, nào phát một xuống dưới góc luôn. Đấy là Chao Mater các bạn, số 95, rất là hâm mộ và Lady McQueen các bạn. Wow. Wow, một Chao Mater cắm cả đầu xuống dưới luôn kìa, quá dữ luôn. Đấy là Lady Swift các bạn, một cô điệp viên người Nhật nha các bạn, rất là hay ho. Đấy, cho mình chạy nào. Đấy. Wow, nhìn đã chứ các bạn. Wow, và đi rất là nhiều xe mà đã xuống các bạn. Đấy, nhìn ngầu chưa. Đấy, nếu thích video đừng quên like, subscribe cho mình đi các bạn. Đấy, cảm ơn các bạn đã cùng làm video này. Bye bye.